chào các bạn, mới đây hãng sản xuất mới nổi đến từ Trung Quốc mang tên Blubu đã trình làng smartphone D1 nổi bật trên thị trường công nghệ với tận 4 camera với hệ thống camera kép ở cả mặt trước lẫn mặt sau. Hãng này đã gây sốc trên thị trường công nghệ khi hiện nay mới chỉ có smartphone sử dụng camera kép tại mặt sau như iPhone 7 Plus hoặc tại mặt trước như Oppo F3 Plus. Với hệ thống tới tận 4 camera, hứa hẹn sẽ đem đến cho người dùng đam mê chụp ảnh nhiều bất ngờ. Bây giờ các bạn hãy cùng review chiêm ngưỡng dung nhan Blubu D1 qua video ngay sau đây nhé! Phía thiết kế Blubu D1 mang trong mình ngôn ngữ thiết kế kết hợp cùng 4 góc cạnh bò cong mềm mại, hỗ trợ cảm giác cầm nắm, thao tác tốt. Điểm nhấn đặc biệt của máy là hệ thống camera kép tại mặt trước lẫn mặt sau máy. Mặt trước sử dụng tới 2 camera selfie cùng đèn flash hỗ trợ trong điều kiện selfie không đủ sáng, đi kèm loa thoại, cảm ứng điện rung và đèn hiển thị thông báo nhiều màu sắc ở cạnh dưới khá lạ mắt. Camera kép tại mặt sau đi kèm đèn flash LED, cảm biến vân tay tiện ích và loa ngoài. Thiết kế camera kép tại mặt sau với viền kim loại khá ấn tượng, tuy nhiên hơi lồi nên có vẻ trông rất mất thẩm mỹ. Vị trí cổng sạc và dây cắm tai nghe được phân bố tại cạnh trên của máy, còn phím nguồn và tăng giảm âm lượng thì được đặt ở cạnh phải. Tổng thể thiết kế của Blubu D1 khá đẹp, bắt mắt với tận 4 camera và nổi bật trong dàn smartphone giá rẻ trên thị trường. Máy sử dụng màn hình nhỏ gọn chỉ 5 inch, độ phân giải HD, mặt kính cong 2.5D cùng viền màn hình khá mỏng, hứa hẹn đem đến trải nghiệm chân thật cho người dùng. Cung cấp sức mạnh cho máy là con chip MediaTek MT6580. Đây là con chip 4x 32bit có công nghệ 3G và dựa theo kiến trúc Cortex A7 cùng dung nhịp 1.3GHz. Bộ nhớ đi kèm bao gồm RAM 2GB cùng 16GB bộ trong, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên 256GB và chạy hiệu hành Android 7.0 Nougat. Ngoài ra máy còn hỗ trợ 2 SIM 2 sóng tiện ích kết hợp với pin dung lượng 2600 mAh. Với dung lượng pin này trên màn hình HD thì hứa hẹn đem đến thời gian sử dụng tốt cho người dùng. Nhà sản xuất cũng khẳng định đảm bảo rằng với dung lượng pin trên, Blubu D1 phục vụ hỗ trợ dài lâu và không phải lo vấn đề về pin. Điểm sáng nổi bật trên Blubu D1 mà chưa có smartphone nào trên thị trường sở hữu đó là hệ thống camera kép ở camera selfie lẫn camera chính. Thông thường trên thị trường thì chỉ có camera kép tại mặt sau hay mặt trước như iPhone 7 Plus, LG G5 hay Oppo F3 Plus. Tuy sở hữu tới tận 4 camera nhưng thuộc phân khúc giá rẻ nên thông số camera của Blubu D1 cũng không gây ấn tượng với camera kép tại mặt sau bao gồm một camera 8 megapixel và một camera 2 megapixel. Còn camera kép tại mặt trước là 5 megapixel đi kèm đèn flash selfie tiện ích. Sản phẩm hiện đang được bán với giá khoảng 1,4 triệu, một mức giá quá hạt rẻ nên với những gì máy sở hữu là đã quá ấn tượng so với giá bán. Nếu Blubu D1 về Việt Nam hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dùng như các bạn học sinh, sinh viên. Ngoài ra mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn những sản phẩm giá rẻ khác tại Diệu Thông Minh như Fujitsu Arrow F08D xuất xứ Nhật chống nước cùng camera 13 chấm, giá chỉ 890.000 hay Fujitsu Arrow X giá 1.490.000, RAM 2GB, camera 16 chấm đều không thể bỏ qua. Đặc biệt trong tuần lễ khai trương showroom thứ 11 tại chỉ 95 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội còn có vô vàn smartphone giá rẻ khác phù hợp với các bạn học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng khuyến mại hấp dẫn đang chờ đón. Các bạn hãy qua ngay showroom thứ 11 này để cùng chung vui với Diệu Thông Minh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.